Huỳnh Như lỡ cơ hội ra sân khi đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội tuyển nữ Đức. Chấn thương gặp phải trong trận đấu giao hữu với U23 nữ Ba Lan khiến tiền đạo Huỳnh Như phải bỏ lỡ trận đấu với đội tuyển nữ Đức. Trong trận đấu đội tuyển nữ Việt Nam gặp U23 nữ Ba Lan, Huỳnh Như đã bị chấn thương cổ chân sau pha va chạm với cầu thủ đội bạn. Khi đó, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã phải bỏ dở trận đấu. Khi về đến Đức, Huỳnh Như đã được bác sĩ đội tuyển phối hợp cùng bác sĩ của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tiến hành chụp MRI để kiểm tra. Các bác sĩ kết luận tuyển thủ của đội tuyển nữ Việt Nam phải nghỉ tập luyện và thi đấu trong vài tuần. Dù cơ hội dự World Cup nữ 2023 với Huỳnh Như không bị ảnh hưởng nhưng cầu thủ 32 tuổi sẽ bỏ lỡ một số trận giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam, trong đó gần nhất là trận đấu với đội tuyển nữ Đức diễn ra ngày 24 tháng 6 tới. Trong ngày 21 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì cường độ tập luyện cao với 2 buổi tập. Trong buổi tập buổi sáng, ban huấn luyện chia các cầu thủ thành 2 nhóm. Như thường lệ, nhóm đá chính tại trận giao hữu gặp đội tuyển nữ U23 Ba Lan được bố trí tập nhẹ hồi phục. Nhóm các cầu thủ còn lại tiếp tục tập luyện với các bài tập pressing và tốc độ để duy trì trạng thái sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Sang đến buổi chiều, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự thiết kế thêm các bài tập về chiến thuật để các cầu thủ rèn luyện thêm trước khi gặp đối thủ mạnh như đội tuyển nữ Đức. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đức sẽ diễn ra ngày 24 tháng 6 trên sân Bayerbürk, Offenbach. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.